Chào mừng tất cả các bạn đã tới với Lái Chim của chú Hoài Bảo. Các bạn ơi, uống nấm gì vậy má? Các bạn à, các bạn đang làm gì ạ? Giờ đang nghe chuyện ma nha mọi người. Hello Như Về, hello Lưu Yến Tuyết, hello Hân Ái Đàm nha, hello Y Trương, hello Danh Danh, hello Thanh An nha. Các bạn ơi, hãy vào đây nghe, chuẩn bị nghe những câu chuyện ma sóng gió nha mọi người. Và mọi người ơi, hãy đừng quên share livestream này ủng hộ cho Bảo. Nếu các bạn không share livestream thì các bạn sẽ bị như Bảo gì đó, bị nguyên cái này nè, nguyên một cái búa nó bổ lên trên đầu gì đó mọi người, nó cắm lên làm cái nơ đó mọi người, rất là xinh luôn mọi người nha. Hơi thốn nhưng mà rất là xinh đó mọi người. Hello anh Quang Minh nha. Giờ này bán tôm sao rồi anh? Hello. Các bạn đợi chút xíu nha mọi người ơi, hãy share livestream rộng rãi nha mọi người. Các bạn mà không xem, các bạn mà xem chuyện ma, các bạn mà xem chuyện ma, các bạn coi livestream mà các bạn không xem là các bạn sẽ bị gì đó, bị quy một cái búa nó rính đầu mình gì đó, cho nên các bạn hãy xem livestream đó nha, đừng có quên xe đó. Đợi bác xíu nha mọi người. Xe kịch liệt cho bé. Bé đi. Xe kịch liệt cho bé đi mọi người. Hello Bảo Thi, hello Vương Quốc nha, hello UU nha, hello Nguyễn Thi. Những cái câu chuyện hôm nay sẽ là những cái câu chuyện rất là hay luôn á mọi người. Rất là hay luôn. Mọi người hãy ở Instagram live stream nha. Rồi các bạn biết không, má mình sợ cái để rớt á mọi người, cái xong rồi mình giờ nói chuyện mình không dám rung rung cái đầu mình luôn mọi người, mình không dám đi sức luôn. Rồi. Vô Music Flower. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện nha mọi người nha. Trong khi mà Bảo kể chuyện, các bạn hãy cứ ủng hộ Bảo bằng cách share livestream này. Đó, là các bạn sẽ ủng hộ cho Bảo có tinh thần kể nhiều câu chuyện hay hơn. Và cái câu chuyện đầu tiên tới từ một bạn tên là Cẩm Thạch. Bạn đã gửi câu chuyện này cho Bảo. Và cái câu chuyện này á là người bạn của bạn đó đã trải nghiệm. Và cái câu chuyện này Bảo xin phép được đặt tên đó là Con Mắt Âm Dương. Và mình xin phép được lấy một cái tên trên livestream này để đặt cho người chị đó. Và người chị đó xin phép được giấu tên nha. Thì á, mình sẽ đặt tên là chị đó, chỉ tên là Xuân Hương. Chị Xuân Spring Smell. Chị Xuân Hương nha mọi người. Thì cái chị Xuân Hương này á, từ nhỏ mà cái lúc mà chị mới gọi là giống như là chị rớt ra, chị đẻ ra, chị phọt ra đó, chị được sinh ra đời á, là cái tánh của chị rất là ngộ. Từ lúc là còn là em bé là chị vừa khóc vừa cười rồi đó mọi người. Là nói chung ban đầu á là gia đình của chị Xuân Hương chị nghĩ là chắc con nít nào nó cũng dễ hết, lúc nó khóc là lúc nó cười, thì đứa con nít nào mà chả vậy đúng không? Cho nên gia đình cũng không có worry about that lắm, nghĩa là cũng không có lo cái việc đó lắm, cũng không có làm quá cái gì đó lên làm gì hết. Nhưng mãi tới khi á mà cái chị này á bắt đầu 1 tuổi, và sau đó bắt đầu kiểu giống như là bắt đầu 1 tuổi, sau đó bắt đầu 2 tuổi là bắt đầu bập bẹ biết nói rồi, thì bắt đầu mọi chuyện nó lại càng ngày càng sáng tỏ ra hơn nữa. Thì chị là như vậy. Và cái lúc mà chị Xuân Hương này á, chị được 2 tuổi là gọi là chu dia dồ, mọi người chu dia dồ á, thì mẹ của chị bế chị một tay ở trên vậy nè. Đó, mẹ của chị bế chị lên như vậy nè. Đó, xong rồi mẹ chị cầm một cái, các bạn biết rồi, thì mấy cái đứa con nít mà lúc mà nó còn nhỏ thì sao, nó rất gọi là giống như là lười ăn, nó rất là biếng ăn, cho nên mình phải dắt nó đi, mình phải đẩy xe, trời ơi mình phải đẩy xe, mình đút nó ăn, rồi mình phải giả bộ nè, trời ơi con ơi tàu lửa tới nè con, hả hỏng ra tàu lửa tới nè, nó vô nè, đó nó chuẩn bị nó vô nè, hả ra con đó, kiểu giống vậy đó. Mình phải làm như vậy thì con nít nó mới chịu ăn, các bạn hiểu không? Thì cái chị Xuân Hương này cũng vậy, mẹ chị hả, chị phải kiểu như là phải được đi dạo đó, mẹ của chị phải dắt chị đi dạo. Trời, nghe giống như là chó vậy đó mọi người, nghe giống dắt chó đi dạo á, là mẹ của chị phải dẫn chị đi dạo, phải dẫn chị Xuân Hương đi dạo chị mới chịu ăn. Cái lúc mà đang bế chị như vậy nè, thì một tay bế chị, một tay thì cầm cái tô cháo. Thì các bạn biết hả, con nít mà lúc đó con nít á, thì nó đang ở trên tay, được bế trên tay người lớn như thế này đó, cái xong phải dỗ dỗ vậy, kiểu giống vậy á, thì cái chị Xuân Hương á, cái mặt của chị mới quay ra phía đằng sau.
cái mặt của chị Xuân Hương mới quay về phía đằng sau. Thì cái lúc này tự nhiên á, cái chị Xuân Hương á, cái lúc này mới 2 tuổi nha, tự nhiên chị cười lên. Tự nhiên chị cười lên vậy đó mọi người. Cái xong nội hãm, mẹ của chị Xuân Hương mới nói: Sao con cười ạ? Hả? Hung vào cái cánh tay. Tại cái lúc này á, chị Xuân Hương đang hả nhướng người lên để quay qua đằng sau nhìn á, thì mới hung. Bả đang ôm là bả hung vô cái cánh tay của chị Xuân Hương, tại vì con bả mà bả thương bả nựng. Thì nó sao bé làm sao, bé cười dạ, bé nói mẹ nghe. Tại lúc đó chị Xuân Hương bắt đầu chị bập bẹ, chị mới biết nói rồi. Thì hả, chị Xuân Hương chị nói nè, chị Xuân Hương chỉ có nói gì nha, có cái mẹ ơi, có cái cô nào lưỡi đụng đứt đi theo mình kìa, vui quá mắc cười quá. Chị Xuân Hương chị nói vậy, mọi người, chị nói vậy nè, có cái cô nào á lưỡi dài đụng đứt đang đi theo mình kìa, mắc cười quá. Rồi bắt đầu chỉ cười lên, mọi người, chỉ cười lên. Má cô nào mà lưỡi đụng đứt vậy? Trời ơi, má cô nào mà cái lưỡi mà diễn tả như cái sợi dây thần vậy đó mọi người, lưỡi mà đụng đứt luôn. Cái xong rồi má bắt đầu, mẹ của bà Xuân Hương là thấy tan trường đó mọi người, thấy bắt đầu hoang mang hồ bình thường rồi đó má, thấy bắt đầu mơ hồ của Bình Tấn rồi. Rồi bắt đầu là bà bắt đầu chạy, bà không dám quay lại nhìn luôn đó mọi người. Bà biết là ma rồi, tại vì cái giờ đó là khoảng là hả 5-6 giờ rồi, lúc đó buổi chiều rồi, 5-6 giờ rồi. Ở trong cái, nói chung là cái trong khu bại nhà bả là nó cũng là một cái con hẻm, các bạn hiểu không, cho nên nó khá là vắng. Thì cái lúc này mẹ của bà Xuân Hương mới sợ quá đi, nghe nói vậy sợ quá, thì mới vừa bế con vừa cầm tô táo chạy, để hả chạy đi tới cái chỗ mà nào mà nó đông người, mà nó sáng chút xíu. Thì không có muốn đứng đó nữa, tại vì hả cảm thấy ớn lạnh. Con bả vừa nói cái câu đó thôi, có cô nào á lưỡi dài đụng đất á đang đi theo mình kìa, lát má này chạy rồi. Thì cái lúc mà chạy á, các bạn biết sao không, cái chị Xuân Hương chị mới nói vậy nè: trời ơi, cô đó chạy nhanh quá mẹ ơi, cô đó chạy nhanh quá mẹ ơi. Là có nghĩa là cái con đó nó đang rượt, cái con nó đang rượt hai mẹ con này đó, các bạn hiểu không đó. Xong rồi bả cố gắng bả chạy hồi á, thì bả mới tới được cái nơi mà đông người mà sáng rồi. Xong bả chạy vô cái tiệm tạp hóa mà có bà bạn của bả đó, bà bạn của bả tóc cũng tóc xăng mày hảo hảo. Cái xong rồi bả vô trong bả núp xong rồi hả, bả mới kiểu mà lát hồi có người nhà bả đi ngang á, lát hồi có hả người nhà bả đi ngang á, thì bả mới kêu để gọi giống như là giờ dẫn bả đi vô, chứ bả cũng không dám đi vô cái con hẻm đó nữa, bả rất là sợ luôn. Cái xong rồi hả, tới cái ngày hôm đó thì chỉ nghĩ là do là kiểu mà con nít á, nó có cái con, lại vì con nít nó thường thường mấy đứa con nít nó có con mắt âm dương, kiểu giống như là nó mới vừa sống ở trên cõi đời này có một khoảng thời gian. Nó là lý do tại sao á mà thường thường người lớn hay đeo vòng sợi chỉ đỏ cho con nít đó, để cho con nít nó không có thấy được hả những cái hiện tượng ma quái hay những cái linh hồn của mọi người. Bởi vì do là nó mới vừa đầu thai kiếp người cũng có 1-2 năm thôi đó, mới đầu hai kiếp người 1-2 tháng hay là 1-2 năm thôi, thì thường thường là người ta sẽ đeo cái sợi chỉ đỏ để gọi giống như là để cho con nít tránh đi những cái tà khí, các bạn hiểu không. Thì kiểu giống như là sau đó thì nghĩ là cái ngày hôm đó là chỉ xui thôi, lâu lâu gặp ma lần thôi, gặp ma vui vui, gặp ma sương sương thôi, thì hả mới không có để ý gì. Nhưng mà càng ngày á thì kiểu giống như là cái chị Xuân Hương này á, vừa chơi mà vừa nói một mình đó mọi người, mà có những cái hành động rất là kỳ lạ, luôn. Cho nên á là bắt đầu mẹ kiểu giống như là nghĩ con mình bị cái vấn đề mà bị tâm thần á, mới gọi là đem tới bác sĩ để coi. Thì khi mà bác sĩ khám hoàn toàn, nói chuyện với bé kiểu này kia hoàn toàn á, thì nghĩ con nó có bị tự kỷ không, con nít mà nghĩ sợ nó bị tự kỷ các bạn. Thế xong rồi mới đi khám bác sĩ, thì khi khám bác sĩ nói vậy nè: con của chị thông minh lắm, con của chị bình thường, hoàn toàn bình thường, nó thông minh lắm, mà nó không những vậy mà nó còn điếm thúi nữa chị à. Kiểu giống như là ông bác sĩ á, ông thấy con nít đó dễ thương quá, thì ông mới cầm một bịch, ông mới cầm một viên kẹo với ông mới cầm một tờ tiền 5,000, ông kêu hay là con chọn cái nào, chỉ chọn một trong hai thôi. Nó chọn tiền liền. Một giữa một viên kẹo và một tờ tiền, nó chọn tiền liền má. Nó khôn lắm, nó không tự kỷ tự ơi gì hết đó má. Nó khôn mà kiểu giống như là quê tao xích đầy luôn á má, kiểu giống vậy á. Cái xong rồi hả, bắt đầu á, cái ngày hôm đó thì sau khi mà đi khám xong bản đi một thời gian sau á, thì cái ngày hôm đó là kiểu mà cả gia đình nó phải đi công việc hết rồi, thì chỉ có một mình ông nội của cái chị Xuân Hương ở nhà thôi. Thì kiểu giống như là gia đình mới nhờ ông nội là trông cháu giùm, là trông cái con bé Xuân Hương lúc này mới có 2 tuổi mấy á. Thì xong rồi mà cái ngày hôm đó thì bạn của ông nội của cái chị Xuân Hương á bị bệnh. Bạn ông nội của chị Xuân Hương bị bệnh thì bắt đầu ông nội mới gọi là giống như là muốn đi lên thăm bạn của ổng.
tại vì cũng người già ở nhau mà, cũng gọi là giống như là bạn mình bệnh mình lên mình thăm coi, lỡ hả mà bạn mình chết sớm làm sao, không có cơ hội mình thăm nó kiểu như vậy á. Cho nên hả cũng cố gắng lên đi thăm, thì dắt cái bà Xuân Hương theo, dắt cái con nhỏ Xuân Hương theo. Thì khi mà dắt cái con nhỏ Xuân Hương đi lên bệnh viện á, thì tự nhiên đang đi vậy nè mọi người, lúc mà đang đi vô trong bệnh viện rồi nha, thì đang đi vậy nè, thì tự nhiên đi vô cái dãy hành lang á, lại đang đi vậy rồi, thì tự nhiên cái con Xuân Hương nó né mọi người, nó né má nó nứt, nó tràn qua bên này, nó tràn qua bên kia, mà nó cứ vậy nè, nó vừa nắm tay ông nội nó, con nhỏ Xuân Hương nó vừa nắm tay ông nội nó take a hand đó mọi người, xong rồi nó né vậy nè, đó má đó vậy đó, cái xong rồi nó vừa né mà vừa mếu vậy đó, cái xong rồi hả cái ông nội nó thấy lạ quá, ông nội mới quay xuống mới hỏi là ủa con mắt tè hả, à, Hương con mắt tè hả, để ông nội dắt con đi tè nha. Cái xong rồi tự nhiên có con bé Hương nó kêu vậy nè, đụng đụng đông 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 đụng đụng. Cái xong rồi hả ông nội của con bé Xuân Hương nó cảm thấy chỗ con này nó bị điên hả ta, tự nhiên đông đông mà đụng đụng là sao, đông đông mà đụng đụng là sao ta. Ủa nhìn hành lang thì chỉ có hai ba người đi thôi má, cái đường nó rộng thiếu điều như hả là cái bùng binh ngã bảy vậy đó má, đông người là đông sao. Ủa nghe nó vô lý vờ lờ vậy đó. Cái xong rồi bắt đầu hả cái ông này ông mới kiểu mà giống là bắt đầu đi tới cái phòng của bạn của ổng, ông nội của bạn của bé Xuân Hương đi tới cái phòng bạn của ổng rồi, thì đi vô á thì bạn của ổng đang nằm ở trên giường, bạn của ổng rất là yếu luôn, mình xin đặt phép được đặt một cái tên nha, bạn của ổng tên là Đăng Khoa đi, bạn của ổng tên là Đăng Khoa. Cái ông Đăng Khoa là lúc nào ổng bệnh rồi má, bệnh kiểu mà bệnh lên bờ xuống ruộng luôn mọi người, bệnh lắm luôn. Cái ông Đăng Khoa bệnh lắm, bệnh dữ lắm. Cái ổng mặc dù bệnh như vậy nhưng mà kiểu mà giống như là thấy hả bạn mình tới thăm á, là ông nội bạn Xuân Hương tới thăm á, với lại dắt theo cái chị Xuân Hương á, trời con nít mà nó cưng quá đi, thì cái ông Đăng Khoa này ông cũng ráng ngồi dậy, ông ráng ông ngồi dậy để gọi là giống như là ông chơi với con nít, rồi để kiểu giống như là người già người ta thích nít lắm, người ta dậy người ta chơi. Thì kiểu như là xong rồi cái chị Xuân Hương chị mới lại chị chào cái ông Đăng Khoa, sau khi chào xong thì kiểu giống như là ngồi một hồi nói chuyện á, thì bắt đầu con nít á các bạn hay để ý đi là nó học được một cái gì mới là nó hay gọi là giống như là thực hành cái đó hoài luôn. Thì cái chị Xuân Hương lúc đó là bắt đầu biết đếm rồi, bắt đầu nhà dạy cho đếm rồi, cũng rất là thông minh. Bởi vậy ông bác sĩ mới kêu là điếm thúi rồi khôn đó. Thì chị bắt đầu đếm, chị chỉ nè, chị Xuân Hương lúc đó chị chỉ vô chị á là chị đếm 1, chị chỉ với ông nội chị á là chị đếm 2, 1, 2, rồi chỉ với ông Đăng Khoa đang nằm trên giường bệnh là 3, xong rồi hả chị chỉ lên trần nhà 4 người, rồi chị chỉ xuống dưới gầm giường 5 người. Má, trong phòng có 3 người à má, ông này ông nằm phòng đặc biệt nha má, the special, ok, the special. Mà nó chỉ đâu ra tới 9 người luôn á mọi người, nó chỉ tới 9 người rồi nó dừng. Cái xong rồi bắt đầu hả kiểu như là ông nội của cái chị Xuân Hương lúc đó nghĩ là trời, con này nó còn con nhỏ, con này nó còn con nít, nó còn bé cho nên nó dư năng lượng. Cái xong rồi ông mới quay qua ông mới nói với lại bạn của ông á, ông quay qua ông nói với bạn của ông là cái ông Đăng Khoa, nói trời nó nhỏ nó dư năng lượng cho nên ông thông cảm nha, chú thông cảm nha. Cái xong rồi tự nhiên cái con nhỏ Xuân Hương nó thốt lên một cái câu mà nghe rất là có duyên luôn, có duyên lắm luôn nha mọi người, rất là duyên dáng luôn. Nó nói vậy nè, nó chỉ vô trong cái ông, nó chỉ vô mặt ông Đăng Khoa á, cái con bé Xuân Hương á, nó chỉ vô mặt ông Đăng Khoa, nó kêu quá là bác chỉ còn sống được 2 ngày nữa thôi nha. Là sao má, là 2 ngày nữa là ổng chết hả má? Bác chỉ còn sống được 2 ngày nữa thôi nha, 2 ngày nữa là bác chết nha. Nó chỉ vậy đó mọi người, má người ta chết mà làm như là sinh nhật chứ mọi người, má người ta chết mà làm như là happy birthday to you, yeah, yeah, happy birthday to you, yeah, yeah. Trời ơi má, sau khi mà chị thốt ra một cái câu duyên mà nghe nó thúi địch như vậy á mọi người, bắt đầu ông nội của bà, trời, ông nội của bà đúng xấu hổ muốn đổi quần luôn á, thiếu điều 3,000 cái quần trên đầu á mọi người. Ông mới quay qua ông tán đứt một cái, hư, con nói gì bậy bạ vậy, biết ông đang bệnh không, biết ông Khoa đang bệnh không mà nói vậy, xin lỗi ông Khoa đi. Cái xong mà con bé này nó mới khóc, cái con bé Xuân Hương nó mới khóc, nó bị la, đánh đứt bả con cái mà bà ăn dạ hay ghê không, đó là hiểu bà điếm thúi cái nào, đánh đứt bả con cái mà bà ăn dạ. Cái xong rồi bà khóc lên, con đâu biết gì đâu, cái chú ở dưới gầm giường chú nói với con vậy mà. Trời má, nó đi tới nó thăm bệnh người ta mà nó để cho người ta hoàn toàn không có một sự vui vẻ nào luôn để sống luôn á mọi người. Nó tới nó thăm bệnh người ta mà nó cho người ta một cái gọi là
không có một tia hy vọng nào luôn. Má người ta đang bệnh đó, người ta đang bệnh rồi đó. Cái xong là bắt đầu ông nội của chị tạm chị Xuân Hương, thấy chị Xuân Hương kiểu mày còn nhỏ mà có duyên sớm như vậy á, cho nên nó mới dắt đi về, không có dám để nó nữa. Chắc ông kia á, ổng cầm cái bình truyền nước biển, ông giọng như mặt nhỏ nên không biết sao luôn nha. Ổng thồn như họng nhỏ nước biển không chắc mệt nữa, cho nên là mới dắt nhỏ về. Sau khi dắt nhỏ về đúng hai ngày sau là ổng nhận được tin báo rủ đi đám ma của ông Đăng Khoa luôn mọi người. Má, đúng 2 ngày sau luôn là ông Đăng Khoa ổng chết luôn, y chang như những gì mà cái lời của cái con bé Xuân Hương nó nói. Đúng 2 ngày sau là ông Đăng Khoa ổng qua đời, ổng chết luôn. Cái mới gửi thiệp mời đi đám ma này kia, mới mời cái ông bạn của bạn của ông Đăng Khoa là cái ông nội của cái con bé Xuân Hương á, mời đi đám ma luôn đó. Chua đâu nha mọi người, kiểu giống như là cái chị Xuân Hương này chỉ thấy ma lúc còn nhỏ mà chị không nghĩ đó là ma, chị không hề nghĩ đó là ma luôn, tại con nít mà nó không biết, nó không hình dung được ma là như thế nào, mà gia đình cũng không dám nói nữa, bởi vì tự nhiên mà nó thấy được, nó chị nghĩ nó bị kiểu là con nít, nó suy nghĩ nhiều quá, nó nhìn này mà nó nhìn già quá cốt thôi, chỉ là con nít nó không biết gì nghĩ là vậy á, cho nên gia đình cũng không có giải thích rõ là bé nó bị gì hay là có nhìn thấy được ma hay không, gia đình cũng không để ý lắm. Thì sau rồi đó thì cái ngày hôm đó là cái con bé Xuân Hương nó được ba dắt đi ăn, để mình đặt tên ba nó nha. Ba nó tên là ông Minh Châu. Ông Minh Châu nha mọi người, ông Minh Châu. Thì cái ông Minh Châu hôm đó dắt nó đi ăn mì, gọi là giống như là kiểu như là mì hủ tiếu á, mà đi vô quán hủ tiếu mà không ăn hủ tiếu mà ăn mì á mọi người. Nè đừng nói là không có nha má, quán hủ tiếu gõ là nó có mì sợi đàng hoàng nha, mì sợi mì gói nha các bạn nha, các bạn muốn ăn gì thì ăn nha. Thì sau đó thì con bé Xuân Hương á, nó mới đi vô kiểu mà giống như là cái ông Minh Châu hãy dắt nó đi ăn, xong rồi nó lên trên bàn nó ngồi thì bắt đầu mới gọi cho nó cái tô mì. Thì khi mà gọi cho nó tô mì á thì kiểu mà giống như là gia đình ta có giáo dục con nít á mọi người, là ăn là phải biết yêu thương mọi người, là phải biết giúp đỡ mọi người. Thì cái con bé này nó được dạy từ nhỏ, thí dụ ăn gì đó, ăn đi ăn ở ngoài vậy đó, thì phải cầm muỗng với lại hả đũa, thí dụ muốn ăn bằng đũa thì phải lau cái đũa bằng khăn giấy xong rồi mới được ăn. Thì cái con bé này nè, cái con bé Xuân Hương á, cái ngày hôm đó nó cũng làm như mọi ngày thôi. Cái nó lấy hai đôi đũa ra, nó chùi xong rồi nó đưa cho ba nó. Đó, nó đưa cái hai đôi đũa cho ba nó xong rồi hả? Nó cầm thêm hai đôi đũa nữa, nó chùi. Rồi nó để lên trên bàn của nó và sau đó nó cầm thêm một cái muỗng nữa rồi nó lại chùi. Rồi xong nó để lên kế cái bàn của nó. Cái xong rồi hả, ba của nó mới kêu á là cái ông Minh Châu đó này mới kêu là tại sao hả Hương, con không tập ăn đũa như ở nhà đi mà hôm nay lại ăn muỗng. Cái xong rồi hả, cái con Xuân Hương nó quay qua nó trả lời vậy nè, em bé cho em bé ăn, nó lấy cái muỗng em bé cho em bé ăn. Mà cái lúc đó cái ông Minh Châu á, ổng cũng không biết là ý nó nói em bé là em bé gì. Ổng chỉ nghĩ là nó nói em bé là em bé nó thôi, cho nên ổng cũng không nghĩ gì hết, ổng cũng mặc kệ nó muốn ăn muỗng hay đũa gì mặc kệ nó. Thì nói chung là người lớn cũng chỉ muốn tập cho con nít nó có cái thói quen là ăn được đũa thôi, để sau này lớn lên đỡ phải dạy. Cái đang ăn một hồi á, khi mà đem cái tô mì ra, hiển nhiên á là cái con Xuân Hương này nó không đụng vô một đũa nào luôn. Cái con bé Xuân Hương này nó không có đụng vô một cái đũa nào luôn. Cái xong rồi hả, ba nó mới gọi lại giống như là nhìn nó xong kêu á là cái ông Minh Châu nhìn nó mới kêu là ủa sao con không ăn đi, sao con không ăn đi mà con ngồi không vậy. Thì cái lúc này cái con Xuân Hương nó mới mếu. Cái con Xuân Hương nó mới mếu, nó kêu em bé hư quá à, em bé không có lấy muỗng ăn mà em bé liếm cái tô của con, em bé lấy lưỡi liếm cái tô của con luôn. Mà chung quanh là toàn là người ta ngồi kế bên người ta ăn không, mà không có đứa em bé nào hết trơn mọi người. Kế bên là một cái bà nữa mà bà đi ăn với chồng, bà không có hề xuất hiện một đứa em bé nào luôn, mà nó kêu em bé vậy đó. Mọi người đợi chút xíu nha, bảo quên lấy cái chai nước rồi. Má bảo khát nước muốn tan trường luôn. Không có chai nước. Má đang kể giữa chừng mà nhớ là mình quên lấy chai nước đó mọi người. Kể cái này muốn lòng phổi luôn mà không uống nước chắc mình chết. Đó, kiểu như vậy. Cái xong rồi càng lớn á thì chị bắt đầu càng ngày cái con Xuân Hương này nó càng lớn rồi á, thì nó càng ý thức được á là nó có thể nhìn thấy được ma, và những cái gì mà nó đó giờ nó thấy á là nó thấy được những cái người đó là những cái con ma, những cái bóng ma, và nó có khả năng thấy được ma luôn. Thì xong rồi hả, cái tần suất của nó sau khi mình lớn lên thấy ma nó càng ngày nó càng cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì
càng lớn mà thì mình sẽ càng tiếp xúc với nhiều cái tiêu cực hơn trong cuộc sống, mình sẽ càng tiếp xúc với những nhiều cái tiêu cực hơn trong cuộc sống. Là khi mà mình tiêu cực đó là mình dễ, rất là dễ kiểu giống như là tinh thần của mình đi xuống, mình rất là dễ gọi là giống như là tiếp xúc với lại thế giới tâm linh, mà đặc biệt đó là những cái dạng người mà nhạy cảm như cái con bé Xuân Hương này nữa, những cái dạng người nhạy cảm như bé Xuân Hương này là nó thấy khắp nơi luôn. Nó đi ra ngoài đường nhiều khi nó cũng thấy nè, nó nhiều khi cái ảnh nó đi ra ngoài đường mà thấy người ta bò lên trên tường, bò lên trần nhà luôn á mọi người. Đi xe buýt cũng thấy, mà đi khách sạn cũng thấy, đi đâu cũng thấy, đi tàu lượn siêu tốc cũng thấy nữa. Nói chung là nó thấy everywhere luôn, tới mức độ hả mà nhà của con bé Xuân Hương này á phải gửi nó vô chùa để gọi là tu khẩu nghiệp, hay là tu khóa hè á mọi người, tu khóa hè á. Rồi xong thầy là phải hả đeo vòng đỏ rồi đeo tùm lum cho con bé hết, gọi là ngày nào con bé cũng phải tụng kinh hết. Nói chung là nó phải hả hè là bắt đầu phải tống cái con bé Xuân Hương này đi tu hè, hết hè là hết tu kiểu vậy á, để cho hạn chế thấy cái việc đó đi. Bây giờ mình sẽ kể tiếp một câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện này câu chuyện vườn cây ăn trái ma nha mọi người. Má câu chuyện này cũng bé hơn nữa mọi người. Câu chuyện này có tên là vườn cây ăn trái ma. Và bạn gửi câu chuyện này có tên là Shiro Katayuki. Bạn gửi câu chuyện này có tên là Shiro Katayuki. Thì cái câu chuyện này á, cái bạn này á được nghe từ mẹ của bạn này. Có nghĩa là cái ngày hôm đó bạn của bạn này á, à, cái bạn Shiro Katayuki này đó mới dắt bạn của bạn đó mới dắt bạn đi qua nhà chơi. Thì trong cái lúc đi qua nhà chơi đó, thì mẹ của bạn cũng kể một cái câu chuyện ma. Chuyện nó là vậy nè. Ngày trước á, mình xin phép được đặt tên đi ha, cái bà đó đi, mình xin phép được đặt tên bà đó đi. Bà tên là Huỳnh Tuyết. Bà tên là bà Tuyết, bà Tuyết. Thì cái lúc mà cái bà Tuyết này bà còn nhỏ thì ở gần nhà bà có một cái ngôi chùa, mà không phải là cái ngôi chùa đó, không phải là một cái ngôi chùa mà nó dạng giống như là có một cái ông sư thầy đó, ổng đi về đó xong rồi ổng kiểu như là ổng xây nguyên một cái chùa riêng dành cho ổng á, các bạn hiểu không, kiểu giống như là người ta tu tại gia mà người ta tự xây nguyên một cái chùa dành cho người ta luôn, mà người ta ở trong chỗ người ta tu thôi, chỉ là người ta không mở ra để cho những cái người khác vô như chùa bình thường có thể vô được thôi. Thì cái chùa này là kiểu giống là ổng tự xây một cái chùa xong ổng ở đó, ổng tự tu ở đó, tự tu một mình ổng thôi. Thì cái lúc đó thì cái ông sư đó ổng xây cái chùa như là cái một cái nhà vậy, nhưng mà cái phong cách của nó như là cái chùa luôn. Thì ở trước nó có một cái sân rộng, mà ở trong cái sân của cái ông sư thầy đó là toàn là cây ăn trái không mọi người, toàn là cây ăn trái không. Cây nào cây đó nó to và nó nhiều trái cực kỳ luôn. Nhưng mà ổng trồng vậy đó mà ổng không có ăn. Cái ông sư đó ổng trồng vậy đó mà ổng không có ăn. Mà mọi người kiểu mà giống như là mọi người kiểu như là xin vô hái này kia ổng cũng không cho luôn. Ổng nói á là cái vườn cây này á không phải là của tôi. Vườn cây này của ông ta, chỗ của ông ta ở không phải của tôi. Nói vậy á mọi người, ổng không có cho ai vô mà gọi là giống như là hái trộm, hay là không có cho ai vô hái cây hết đó, không có cho ai vô hái trái hết đó. Cái xong rồi hả các bạn hiểu không, là bà Tuyết cái lúc đó là bà còn nhỏ, bà Tuyết mà lúc đó còn nhỏ xíu à. Ủa sao tự nhiên ngứa giống như ta, có còn nào cắn mình không ta. Bà Tuyết lúc đó bà còn nhỏ xíu à, cho nên hả kiểu con nít mà thấy cây cối mà nó có trái xòe, các bạn nghĩ đi, các bạn đi ngang một cái nhà mà nó có rất là nhiều cây ăn quả mà hả trái mà nó rớt lợp đợp, trái cây á mà nó rớt đợp đợp xuống dưới đất vậy nè, các bạn ngứa tay, các bạn muốn lụm không, các bạn có muốn lụm không? Đằng này nhà không để ăn, nhà cứ để đó hoài luôn, không có chịu lụm hay làm gì hết trơn, cứ để như vậy hoài luôn. Thì hả không ăn thì cho người ta ăn đi. Thì cái lúc đó bà Tuyết bà cứ nghĩ vậy thôi. Cái xong rồi bà về nhà bà mới lên kế hoạch nha má. Má bà mới đi lên kế hoạch để gọi là giống như là đi chôm chĩa, đi móc xỉa ở trong cái nhà của cái ông sư thầy đó. Thì hả do là trước khi mà bà lên kế hoạch là bà đi đã dò thám chung quanh. Má bà đã dò thám chung quanh, bà bịt khẩu trang rồi hả, bà đeo kiến rồi bà hả làm tùm lum la hết, bà đi dò thám coi là có cái lỗ nào hay là có một cái đường dây nào có thể móc nối để đi vô trong cái ngôi nhà của cái ông sư thầy đó được hay không, để mình vô mình chôm trái cây á mọi người. Thì cái lúc đó bà mới phát hiện có một cái lỗ chó
Nhưng mà cái lỗ đó nó hơi có nhiều gai á mọi người, nó hơi có gai nhiều quá, cho nên khi mà mình chui qua đó thì mình phải cẩn thận, mình phải rất là be carefully với mọi người. Với lại hả, ba cũng canh giờ rồi, má cũng đích mà lên kế hoạch chơi mọi người, má đi chơm trái cây mà lên kế hoạch giống như là hả đi cướp ngân hàng vậy á mọi người. Cũng canh coi là cái giờ cái ông này ổng tụng kinh là mấy giờ, ổng tụng kinh xong là ổng sẽ ngủ. Thường thường là ổng tụng kinh xong 8 giờ là 8 giờ là ổng tụng kinh xong rồi là ổng sẽ ngủ rất là sớm. Thì sau canh cái giờ đó bà mới rủ thêm hai người nữa, cái bà Tuyết á, bà mới bắt đầu bà rủ thêm hai người nữa, một nam và một nữ chung sớm luôn. Thì mình lấy cái tên đi ha, mình lấy cái tên nam á, nam tên là Quang Vinh, nam tên là Quang Vinh, còn hả nữ tên là hả Khánh Ngọc. Khánh Ngọc và Quang Vinh đi ha. Bà Tuyết bà dắt theo hai đứa bạn của bà, một nhỏ Khánh Ngọc, một con nhỏ là một cái thằng Quang Vinh. Thì ba đứa hả kiểu như là thông minh lắm nha các bạn. Lên kế hoạch là mặc quần dài, mặc quần bó, xong rồi bỏ áo vô quần. Các bạn biết để làm gì không? Để đi vô, để mình chui vô, mình lấy trái cây mình bỏ vô đây nè, mình bỏ vô bên trong áo nè. Thì do là mình bỏ áo vô trong quần á thì nó sẽ đựng được trái cây, xong rồi mình bò ra thì nó sẽ dễ hơn là mình vừa cầm mình vừa bò. Nhưng mà nếu mà là Bảo á thì Bảo sẽ không có làm vậy đâu. Bảo sẽ gom trái cây rồi bà thảy ra ngoài thôi. Hai đứa gom trái cây, một đứa ngoài nó lụm đi, một đứa thảy ra đi cho nó dễ ha. Cứ đi chui ra chui vô chi vậy ha, Bảo cũng biết nữa. Thí dụ các bạn thấy Bảo thông minh không? Đó, các bạn thấy Bảo thông minh không? Công nhận thấy Bảo thông minh không? Cái xong rồi hả? Thì bắt đầu là cái bà Tuyết bà xung phong bà chui vô trước, tại bà rất là máu. Má kiểu như là bà đã rình cái ngôi nhà này lâu lắm rồi, chỉ chờ một cái ngày, chục chờ một cái ngày nào đó để vô chơm trái cây thôi mọi người, đúng không? Cho nên hả, khi mà bắt đầu hành động á, 8 giờ xong ông kia đi ngủ rồi, bà chui vô liền, bà đi chơm trái cây. Thì bà chui vô trước, xong rồi hả bắt đầu tới cái bà Khánh Ngọc đó, xong rồi mới bắt đầu tới cái ông mà Quang Vinh đó, thay phiên nhau vậy. Người chui vô lấy rồi á thì người đó chui ra rồi, người khác chui vô, các bạn hiểu không? Thay phiên nhau như vậy. Thì cái lúc đó sau khi mà cái bà Tuyết bà chui vô bà lấy trái cây xong rồi đó, thì tới phiên của bà Khánh Ngọc. Thì khi mà bà Khánh Ngọc vô á, bà chuẩn bị chồm lên bà lấy cái trái cây á, thì bà thấy ở phía xa mọi người, tại vì ở trong cái nhà của cái ông sư đó cũng rất là rộng, tại vì rất là nhiều cây. Và buổi tối là bắt đầu 8 giờ ở dưới quê là tối rồi, rất là rộng luôn, nhìn xa. Cái lúc này á, cái bà Khánh Ngọc nhìn xa thấy có một cái bóng. Má ghê không? Ánh trăng nó hắt vô á, thấy có một cái bóng nó đang núp ở đằng sau một cái cây. Nguyên một cái bóng đen luôn, nó núp đằng sau một cái cây. Cái lúc đó thì cái bà Khánh Ngọc á, bà không có nghĩ là ma cỏ hay gì đó. Bà không có nghĩ ma cỏ hay gì đó. Bà chỉ nghĩ là cái ông sư thầy á, ổng đi ra ổng xem cái vườn. Ổng đi ra ổng xem cái vườn hay ổng canh cái vườn gì đó. Cho nên hả là hả bà sợ quá, bà bỏ, bà không có hái nữa, bà không có chôm nữa, bà mới bò lại ra ngoài. Thì khi mà bò lại ra ngoài rồi, mấy cái ông Quang Vinh với lại cái bà Tuyết, bà mới thấy là bụng bà này không bự, tại vì không có trái cây á cho nên bụng không bự á. Cái xong mà mới nói, ủa mày vô chổng làm gì lâu quá, mày ỉa chổng hay gì, mày bón phân cho cây hay gì mà ủa sao giờ mày ra mày không có trái nào hết trơn vậy, mày đi mày bón phân cho cây hay gì, mày vô chổng mày ỉa hay gì mà sao bây giờ mày ra mày tan trường cái mày không có một cái gì trong bụng mày hết giờ, tại vì bỏ trái cây trong cái áo này mới đáo đựng nè. Cái sau là bà mới nói là trời ơi mày ơi thôi đừng vô nữa, con tuyết nó lấy vậy là được rồi, tao thấy cái ông sư á hình như là ông đi ra đó, tao thấy ông đi núp ló gì ở trời mấy cái cây ở bên trong á, tao sợ mày ơi. Ông ra ông hình như hôm nay ông hứng á, xong ông ra ông cầm cái giường hay sao á, thôi tụi mình về đi, đừng để ông bắt quả tang tụi mình chậm trái cây nhà ổng. Nói vậy á, cái xong rồi bắt đầu thằng Quang Vinh nó mới kêu mày xạo mày ơi, mày sợ mày nhát gan mày nói mẹ đi, trời đất ơi là trời, đã canh bao nhiêu lâu rồi hôm nay có cơ hội mình mới làm, nghĩ sao mà bỏ dở nửa chừng vậy, mày sợ thì mày nói lại đi chứ mày xạo chi vậy. Tao canh rất là rõ là 8 giờ xong rồi, thường lúc nào 8 giờ á ổng tụng kinh xong là ổng cũng ngủ hết trơn á, không có khi nào, không có thể nào mà ổng tự nhiên hôm nay ổng ra ổng canh giường như đột xuất vậy á. Mày là mày xạo đúng không? Cái xong mình chửi quá trời luôn, chửi cái con Khánh Ngọc quá trời luôn. Thì cái lúc này cái thằng Quang Vinh mới kêu mày không vô để tao vô tao hái. Thì cái lúc này cái ông Quang Vinh ổng chui vô trong á, ổng chui vô các bạn, thì á ổng không thấy ai hết trơn, ổng nhìn theo cái hướng mà của cái bà Khánh Ngọc chỉ á, ổng nhìn ra đó ổng không thấy một cái bóng người nào hết. Thì ổng mới tức, ổng mới chửi má con này là nó nói láo rồi nè, bây giờ tao sẽ lấy trái cây xong tao bò ra tao chửi tiếp chặt hai,
tao làm phát hai cho con này. Trời ơi, gọi là ông này kiểu thiếu điều giống cái thánh chửi vậy mọi người. Chửi nhỏ một lần chưa đã, là tính ra ra hái trái cây trộm, xong rồi ra chửi thêm phát hai. Thì cái lúc này cái ông này ông đang nhảy lên hái trái cây rồi các bạn, đang dướng lên cái cây để hái cái trái cây đó. Đang dướng dướng vậy nè, hái trái cây rồi, rồi lúc này đang gọi là giống như là đang tì cái người vào cái cây, các bạn hiểu không? Thì tự nhiên lát hồi á, đang làm gì này, đang hướng dướng lên trái cái cây, thì tự nhiên có nguyên một cái bàn tay, nguyên một cái cánh tay đen luôn, nó chụp cái tay ổng vậy nè má, nó chụp cái bật vậy nè, kiểu như là không cho hái á mọi người, chụp cái bật, chụp nguyên một cái bật luôn, không cho hái, giật ra. Cái sau này bắt đầu hả, cái ông này tự nhiên thấy cái bàn tay nó chụp cái tay mình, mà cái bàn tay nó lạnh cực kỳ luôn. Cái ông quan vinh hết hồn mọi người, cái bàn tay vừa chạm vô cái tay ổng là ổng thấy lạnh ngắt luôn. Tay gì mà giống như là không có hơi ấm của mùa xuân vậy đó mọi người, má không có hơi ấm của mùa xuân luôn, tay lạnh ngắt à, giống như là mới bỏ trong tủ đá ra vậy đó mọi người. Cái xong rồi hả, ổng mới gọi là giống như là ổng sợ quá, ổng rút tay lại, xong ổng lùi lại, giờ sao ổng té, ổng bị mất đà. Cái lúc này cao quan vinh ông bị mất đà, cái ổng té xong ổng lùi lại giờ sau. Thì khi mà ổng té vậy đó, ổng nhìn lên phía cái cây, là ổng nhìn lên cái phía cái cây mà ổng vừa hái mà ổng té xuống á, ổng thấy nguyên một cái người nó đen từ trên xuống dưới nha, mà cái mặt lại trắng bệt à, không hiểu sao luôn á mọi người, không biết ma sai gì luôn, không biết con ma nó sai gì luôn mọi người. Người từ đây, từ dưới, từ cổ trở xuống đen xì, đen như mực vậy đó. Trời ơi, mà kiểu giống như là đang bám vào cái cây luôn á mọi người. Cái con ma nó đang bám vào cái cây mà nó bám vậy nè, nó bám nguyên cái người nó vào cây, mà kiểu như là giống nét tất model á mọi người đó. Nó bám cái cây vậy nè, cái xong rồi nó cười với lại cái ông quan vinh, nó cười vậy nè. Mà cái mặt của con ma trắng bệt à, nhưng mà nó không có con mắt, nó không có con mắt, cái mặt ngộ lắm. Cái mặt có chân mài nha, cái mặt có chân mài, có cái miệng, nhưng mà không có tất cả các bộ phận còn lại, ví dụ như là mắt, mí, mũi, hay là cái, nói chung là nó chỉ có cái chân mài thôi má. Kiểu ê, mà con ma này nó cũng đam mê ghê mọi người, nó cũng đam mê make up ghê, nó cũng phải vẽ xương xương cái chân mài chứ, có cái miệng phải có cái xương xương cái chân mài ha, chân mài thủy tiên rồi, chân mài sắc lẻm rồi, của tấp nhúng đồ á mọi người đó. Mấy cái chân mài đó, nó phải có cái chân mài nó mới chịu. Cái xong rồi nó thấy cái con ma đó đen từ trên xuống dưới, mà cái mặt trắng, có cái miệng với cái chân mài à, cười. Cái ông ma nhìn thấy vậy ông sợ quá mọi người má, ổng đái ra quần luôn, mà ổng không chạy được luôn, vừa bò mà kiểu mà các bạn hiểu, mà kiểu mà sợ đái ra quần tới mức độ mà vừa bò mà vừa đái luôn, không chạy nổi, ghê quá. Chưa thấy con nào mà ghê như cái con này hết trơn. Ông nói chưa thấy con nào mà ghê như con này. Ổng chui ra ngoài luôn, ổng bỏ hết luôn trái cây, trái yết gì là ổng bỏ hết, nó tuồn ra hết. Lúc mà ổng bò ổng sợ quá, trái cây nó tròn ra ngoài hết luôn, cái ổng mặc kệ luôn. Ổng bò tới cái chỗ mà cái ổ chó, cái lỗ chó ổng chui ra ngoài. Cái lúc mà ổng chui ra ngoài mà ổng sợ quá, ổng gấp á, ổng chui xong rồi mấy cái gai á đâm vô người ổng chảy máu quá trời luôn, người ổng chảy máu lia lịa luôn, rồi ổng vừa bò ra ổng khóc quá trời luôn. Cái xong rồi hả, hai cái bà này thấy vậy sợ quá, mới vậy giống như hả là hả đỡ ổng chạy đi về, chạy đi ra cái chỗ mà có cái sân á, mà mấy bà này hay chơi á, mấy cái người, mấy con đứa nít hay chơi á, chạy ra ngoài để gọi là giống như là ngồi, để gọi là giống như là sợ nghỉ mệt ở đó. Thì xong rồi cái ông này hả, lúc mà ổng chạy được ra tới đó rồi á hả, mấy bà này đỡ ổng đi rồi đó, ổng mới kể cho mấy bà đó nghe là ổng gặp vậy á. Từ đó về sau hả, là không có dám chui vô trong cái đó để hái trộm luôn. Từ đó về sau là không có dám chui vô trong cái chỗ đó để hái trộm của cái ông sư đó luôn. Mà cái lúc mà, tại vì ông sư ông cũng đã cảnh cáo rồi, ông nói là cái này không phải là cái vườn của tôi, cái này không phải là cái vườn của tôi thì tôi trồng vậy thôi, nhưng mà không phải là cái vườn của tôi mà của người ta, là hiểu rồi, thì đừng có vô làm những cái gì như vậy. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà mọi người, có mấy cái trái cây à, miếng ăn là miếng tồi tàn. Bây giờ mình sẽ kể tiếp một cái câu chuyện tiếp theo. Gặp ma trên vệ đường thì mình xin phép được lấy tên nha mọi người, mình xin phép lấy tên của một cái chú đó tên là Hải Huỳnh, chú đó tên là Hải Huỳnh nha mọi người.
Thì cái chú này là cái câu chuyện này của chú, của các bạn, của các bạn mà gửi câu chuyện đập vô bảo vô kể luôn, là bạn là chú của các bạn, là chú ruột của bạn đó luôn. Cái chú Hải Quỳnh này á, kiểu như là ổng kể lại cho ba của bạn này, rồi xong là ba bạn này kể lại cho bạn. Thì cái chú Hải Quỳnh đó hôm đó là giống như là ổng đi về quê. Ổng đi về quê của ổng á, thì khi mà trên đường ổng về quê á, là ổng gần tới nhà rồi thì ổng đang đi trên cái con lộ vậy nè. Cái ông Hải Quỳnh ổng đang đi trên cái con lộ vậy nè. Thì ổng thấy á, khuya rồi nha mọi người, khuya rồi, 12 giờ mấy đêm mà khuya rồi. Kiểu giống như là quê của ổng, cái cách chỗ ổng ở nó cũng không có xa là mấy, đi 1-2 tiếng là tới á mọi người, cho nên là ổng đi bằng xe máy luôn. Ổng đi về quê bằng xe máy. Thường thường là người ta tiết kiệm, người ta đi vậy. Với lại người ta biết đường, người ta có sức thì người ta đi vậy. Thì cái ông Hải Quỳnh hôm đó ông đang đi nửa đường, kiểu mà giống như là sắp, cũng sắp tới nhà rồi, còn chúng gần tới rồi. Thì tự nhiên đang đi trên lộ này thì phát hiện là có một cái con nhỏ đây, nó đang xách vali, mà con gái á, nửa đêm nửa hôm đứng ngoài đường có một mình mà xách theo cái vali. Thì cái ông này ổng mới kiểu như là ổng là người tốt á, thấy con nhỏ đứng lóng ngóng quá thì cái ông Hải Quỳnh này ổng mới chạy lại hỏi, vậy giống như là người ở dưới quê người ta thật thà, người ta hay giúp đỡ vậy á, giúp đỡ nhau vậy á, cho nên ổng hỏi con bé á là ủa bé ơi tại sao hả mày con xưng con, tại vì ổng cũng lớn tuổi rồi, sao con hả, sao mày không có, sao không xưng mày tao luôn chứ, sao mày không có hả, mày về đi mày, sao giờ này mày đứng đây làm gì, mày biết giờ này 12 giờ mấy rồi không, mày biết là nó nguy hiểm không, mà sao mày còn đứng ở ngoài đường. Cái xong mà con bé nó nói hay là con chờ xe để cho con kiếm xe từ sáng tới giờ luôn, để hả con về nhà con thăm ba má con, mà con kiếm hoài, con đứng hoài ở đây mà không ai thấy con gì hết trơn á, con đứng ở đây hoài mà không ai thấy con luôn, con bắt xe không được, con đứng hoài mà không ai thấy con hết. Cái xong rồi ông này ông mới dở kiểu như là trước khi mà ông đi về quê là ông cũng có nhậu sương sương á mọi người, má ông này cũng gan ghê, nhậu nhẹt, bị gọi là giống như là đang có men rượu trong người mà dám đi về quê luôn, này cũng gọi là siêu rồi, ông gọi là cũng đỉnh này. Cái xong rồi ông mới nói là trời, mày nói làm như mày là ma vậy đó, người ta không thấy mày. Mày nói mày làm như mày là ma vậy đó, người ta không thấy mày. Vừa nhắc tới cái chữ ma vậy xong rồi các bạn biết nhỏ làm sao không? Nhỏ cười. Vậy chú có thể hả, chú ơi, vậy chú có thể cho con nhờ là chú chở con về mẹ con được không? Nhà mẹ con cũng sắp tới rồi, cũng gần đây lắm, chú có thể hả chở con về mẹ con giúp con được không? Cái xong rồi vậy về thăm gia đình đó. Cái xong đó mày lên đi để tao chở mày, chứ bây giờ mày đứng đây hoài cũng không bắt được xe đâu. Mày đứng đây hoài mày cũng không bắt được xe đâu, giờ khuya rồi không ai đi giờ này hết trơn á. Cái xong rồi ổng mới chở nhỏ mà vừa đi vừa nói. Ổng mới hỏi là nhỏ học hả? Con nhỏ đi học xong rồi về quê thăm gia đình hả? Cái xong rồi con nhỏ nói là hôm mà ổng mới hỏi là tại sao mà về quê thăm gia đình gì mà thăm gì trễ vậy? Cái xong rồi con bé nó mới nói hả là đúng rồi, con phải đi giờ này về nhà mới thăm được ba mẹ của con, Cái xong rồi ổng mới nói là mày về giờ này rồi ổng bả ngủ rồi sao mà mày thăm ổng bả được? Nhiều khi mà mày gọi cửa ông bả ngủ ông bả cũng không nghe nữa. Cái xong rồi hả? Con bé nó mới trả lời là dạ về á ba mẹ con ngủ rồi con mới thăm ba mẹ con được, nó dạng giống vậy á. Cái xong rồi con bé nó mới nói với ổng là do là con đi lần này á là con đi luôn, con không có về với ba mẹ con được nữa, con đi luôn à, cho nên con phải về con thăm ba mẹ con lần cuối rồi xong con mới đi được. Cái xong rồi hả ổng, cái ông Hải Huỳnh này ổng mới hết hồn, mới quay qua ổng nói kiểu giống như là ổng đang có men rượu trong người các bạn hiểu không, ổng mới quay qua ổng nghe con nít mà kiểu như là học đại học mà nói chuyện mà kiểu như là sắp đi chết rồi mọi người, xong ổng quay qua ủa mày sắp đi chết hả, dạng giống như là người ta ruột để ngoài da mọi người, nói chuyện thẳng tính đó mọi người, thẳng tính tới mức độ mà vô duyên luôn á mọi người. Kêu hỏi ủa mày đi chết hay gì mà mày kêu á là mày sẽ không về nữa, mày đi lần cuối là đi sao, mày nói chuyện nghe mắc cười quá à, tao mắc cười mày quá, tao cười ha 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 ha, mày nói chuyện gì vậy. Cái xong cứ nói hoài à, mà cái con nhỏ này lúc nào nó cũng lặp đi lặp lại cái câu á mà con về lần này là con về con thăm ba mẹ con lần cuối, thì con không còn cơ hội để con thăm ba mẹ con nữa rồi, cho nên con thăm ba mẹ con lần cuối xong rồi con đi luôn, con không có về nữa. Cái xong rồi hả ông này ông thấy con nhỏ này giống bị khùng á mọi người, con nhỏ này nó bị mất trí á, bị losing control quá mọi người, cho nên ông cũng mặc kệ nó luôn. Ông chở nó tới nhà, thì khi mà tới nhà nó cái đoạn đường mà ông bắt đầu nó bắt đầu lên xe ổng là ông đã thấy là ớn lạnh ở
ổng đã thấy bắt đầu ớn lạnh ở sau lưng rồi, nhưng mà ổng nghĩ là do tại vì ổng uống bia uống rượu vậy á, cho nên nó bị trúng gió, nó bị trúng gió cho nên nó mới lạnh như vậy thôi, chứ ổng không nghĩ là ma cỏ hết. Mọi người ổng cứ chở nhỏ đó, nhỏ đó kêu tới nhà rồi thì ổng mới thấy là ồ, nhà con nhỏ này trong xóm ổng, mà sao con nhỏ này con của ai vợ, kiểu như là ông này ổng cũng đi làm lâu rồi, các bạn hiểu không, ông này ổng là đi làm xa lâu rồi, ổng ít về đây, với lại ổng cũng ít gọi là tiếp xúc với hàng xóm lắm. Đối với ổng, hàng xóm là một cái gì rất là xa xỉ. Người ta có cái câu là bán láng giềng gần, cái gì bán họ hàng xa để gọi là mua láng giềng gần, dán liền gì má, toàn là thứ nhiều chuyện mà má, chuyện toàn đồn thổi mà má, đi đêm với xong nói đi làm đĩ mà má, kiểu giống vậy á. Cho nên ổng không chơi, cho nên ổng thấy ủa, nhỏ này chung xóm mình hả. Cái xong ổng chở nhỏ đi về, xong rồi ổng đứng ổng nói câu này nè: về nhà lâu lâu về phải thăm ba mẹ mày, cứ đừng có nói mày đi luôn là đi luôn làm sao. Ba mẹ mày hả, có mình mày đi luôn sao. Ổng kiểu như vậy, người lớn ổng nhắc vậy á. Cái xong sau đó ổng về nhà xong á hả, là ổng ngủ ly bì luôn, ổng ngủ ly bì cho tới sáng luôn. Thì bắt đầu mẹ của ổng mới kêu ổng là: Huỳnh, dậy. Cái xong là ổng kêu: gì vợ, em ngủ rồi, em xỉn hôm qua xỉn về mệt chết luôn rồi, kêu cái gì giờ này, để ngủ đi, mệt quá rồi, để tôi ngủ đi, tôi quạo lắm á. Thế xong rồi ổng nói vậy, xong rồi kêu: dậy chở mẹ đi đám ma con, dậy chở mẹ đám ma con, dậy chở mẹ đi đám ma đi, nhà đi hết trơn rồi, không ai chở tao đám ma hết trơn, mày đi đám ma tao đi, rủ đi đám ma. Rồi hôm nay chuyện gì mà toàn dính tới đám ma mà má. Cái xong rồi hả, mới rủ cái ông Huỳnh Hải đi, Hải Huỳnh đi đám ma. Thì kiểu như là ổng lâu lâu ổng về nhà mà chẳng lẽ ổng ngủ hoài vậy, cho nên ổng cũng gọi là dáng ngồi dậy để gọi là như là ổng chở mẹ ổng đi đám ma. Thì tới cái chỗ cũng quẹo cái con đường đó, đi qua cái cây cầu đó, cũng quẹo cái con quẹo bên trái đó, rồi bắt đầu tới một cái ngôi nhà đó. Cái ổng chợt nhận ra là sao cái ngôi nhà này nó quen thuộc quá vậy ta, hình như ngày hôm qua mình mới vừa ghé ngang đây nhỉ. Cái ổng nói đúng rồi, hôm qua mình chở quỷ cái nhỏ mà nó nói là nó đi lần cuối á, nó qua nó về thăm nhà lần cuối xong rồi đi luôn á. Ổng nhớ ra là ổng chở nhỏ đó về tới cái nhà này. Cái ổng mới ổng quay qua ổng nói: hôm qua là sao vậy ta, ủa mẹ, nhà này ai đám ma vậy, nhà này đám ma ai vậy, đám ma là đám ma ai chết vậy. Thì cái bà mẹ của ổng á mới nói là đám ma con có gì vậy, giật mình. Ổng cái bà mẹ bà mới nói hay là đám ma con gái của cái nhà này, con gái của nhà này bữa nó bị chết, nó đi về quê á, cái xong rồi nó bị sơ ý, nó nhả xuống dưới sông, nó về quê để nó thăm ba má nó đó, nó học xong nó về quê nó về thăm ba má xong nó bị ngã xuống cái sông á, xong rồi nó chết đuối ở cái sông đó, ở gần cái con đường đó luôn. Mà nghe diễn tả cũng rất là giống cái con đường mà ổng gặp cái con nhỏ ngày hôm qua. Trời má, ổng vô thấy ổng thấy trời ơi, trên bài vị, oh my god, một bức hình của một cô gái ngày hôm qua, là con nhỏ hôm qua ổng chở. Má là ổng thấy là cái con nhỏ ngày hôm qua ổng chở đang nằm, ngày hôm qua vừa còn ổng nhìn bằng xương bằng thịt, nhưng mà hôm nay ổng đã thấy lên trên đó một tấm hình 3:4 nè mọi người. Say hi. Cái xong rồi trời má, ổng đúng kiểu là ổng đúng teo luôn. Cái lúc này đã là da thịt của ổng gọi là ớn lạnh lắm luôn, rất là sợ luôn. Cái bắt đầu ổng mới nói là chết rồi, hôm qua mình nói bậy quá. Thì ổng mới bắt đầu mới vô ổng thắp nhang cho cái con bé này, ổng thắp nhang: trời ơi, hôm qua chú là chị chú giỡn thôi nha, chú xỉn đó, chú kiểm đó con, chú giỡn thôi, chứ chịu mới giống như là chú cũng không cố ý mà chú nói bậy vậy đâu, thôi con thông cảm chú nha, người không biết tao không có tội, người hôm qua tao đâu biết mày chết đâu, tao không biết mày chết, tao không chở mày về, kiểu giống vậy á. Nhưng mà dù sao tao cũng có công chở mày về thăm ba má mà, rồi mày đừng có hù tao nha, kiểu mày giống nói con bé là người không biết không có tội, ổng mới thắp nhang xin lỗi nhỏ. Bây giờ Bảo sẽ kể tiếp một cái câu chuyện tiếp theo. Và cái câu chuyện này á hả, các bạn gửi câu chuyện này cho Bảo, xin phép được giấu tên nha mọi người. Còn cái gì mà lớp hoài vậy mọi người, hay gì mọi người comment lớp nhiều vậy, mọi người hãy share live stream cho Bảo nha. Mọi người không share live stream cho Bảo thì sẽ có nguyên một cái búa lên đầu y chang Bảo vậy đó mọi người, sẽ bị bổ búa lên đầu mọi người. Cho nên mọi người hãy share live stream để ủng hộ cho Bảo nha, và sẽ kể nhiều câu chuyện hơn cho mọi người nghe nha, mọi người nha. Rồi câu chuyện tiếp theo, các bạn gửi câu chuyện này cho Bảo, xin phép được giấu tên. Thì cái câu chuyện này tới từ hả, nói chung là bên nhà nội của bạn này á,
là tới 13 người con lận, đẻ tới 13 người con. Thì mỗi người sẽ có một cái câu chuyện riêng á, mà bạn này mới gửi có 4 người à mọi người, mỗi người mới mua 4 người, gia đình gặp ba xuyên suốt luôn. Thì cái câu chuyện đầu tiên á là cái câu chuyện của bà cô. Của bà cô của cái bạn này, mình xin phép được đặt một cái tên. Thì bà cô của bạn này á gọi là giống như là đi lấy chồng. Đó, xong rồi đi về nhà chồng mà nhà chồng á thì kiểu ở cái đường nào Bảo quên rồi nè, để Bảo vô Bảo đọc lại cái đường đó coi. Cái căn nhà nó tọa lạc ở đường Lê Văn Với. Mà thường thì những người khá giả có điều kiện mới ở đường đó, giống như là trời ơi rich kid nha má, đường Lê Văn Với rich kid mới được ở đường Lê Văn Với nha má. Rồi, thì cái bà mình chưa đặt tên bà đó nữa má. Bà đó tên gì ta, mình sẽ đặt một cái tên là Trâm An cho mọi người. Trâm An. Thì cái bà Trâm An này bà đi sau khi mà bà lấy chồng xong á thì bà mới về cái ngôi nhà ở đường Lê Văn Quế đó để bà ở với chồng của bà. Thì á cái ngôi nhà này á nó kiểu như là gia đình của bà là làm về gọi là phải nói sao ta, gia đình của bà làm về mỹ phẩm, vậy giống như là buôn mỹ phẩm á mọi người, vậy giống như là buôn mỹ phẩm á. Thì cái bà Trâm Anh này á hả, là bà cũng gọi là giống như là hay đi công tác đây đó lắm. Mà cái ngôi nhà này bị gặp ma rất là nhiều lần, nói chung là cái ngôi nhà này bị ma ám, vậy giống như là nhiều ma lắm. Mà cái ngôi nhà này có ba tầng lầu, mà tầng thứ hai á là tầng hay gặp ma nhiều lắm. Mà cái bà Trâm Anh này lúc mà bà có bầu á mọi người, bà hay bị phá cực kỳ luôn. Cái bà Trâm Anh này lúc mà bà có bầu á, bà hay bị phá. Là bà đang có bầu nha các bạn, mà con ma chạy lại chọc lét. Kiểu mà đang ngủ á mọi người, con ma nó chạy lại nó chọc lét vô bụng vậy nè. Xong rồi hả, nó xô bà té luôn. Mà kiểu như là con ma nó xô bà té từ trên giường, mà nó xô té xuống dưới á, té xuống dưới đất luôn. Cái hả, lúc đó trong phòng không có ai hết trơn á, tự nhiên cái bà Trâm Anh bà té xuống dưới đất già. Lúc mà đang có bầu á, té cái xong mà hả là phải làm cho bà sinh non luôn. Làm cho bà tới nỗi mức độ mà tạo nghiệp bà tới mức độ mà cái bà Trâm Anh á là bà phải sinh con non luôn á. Thì khi mà bà sinh non vậy thì khi mà đẻ đứa bé ra, đứa bé có 600 gram à. Thì cái đứa bé nó chết, nó không có được sống. Thì sau này á, cái bà này á là cái bà Trâm Anh này, lúc mà bà phát hiện bà có bầu nữa thì bà đi về lại nhà mẹ để tới khi nào mà bà đẻ được thì thôi. Bà đi về nhà mẹ cho tới khi nào bà đẻ được thì thôi, thì hả mới không có ảnh hưởng gì tới con của bà. Mà tại vì làm ở đó làm ăn thì nó mới làm ăn được, tuy rằng hấp ma nó hơi phá chút xíu nhưng mà ở đó làm ăn thì mới làm ăn được. Thì hả, có một cái ngày kia kìa, kiểu như là cái bà Trâm Anh này á, bà đi công tác, tại vì bà buôn mỹ phẩm mà, bà hay đi công tác rồi gặp đại lý chi nhánh này kia ở thành phố á. Thì nhà thì chồng cũng đi công tác chung luôn, thì chỉ còn có ba chồng thôi, ba chồng thì đi về quê để thăm gia đình. Thì cái bà Trâm Anh này bà mới mướn người nhà của bà, tại người nhà của bà cũng nhà bà, mình bảo nó nói rồi tới 13 người con rồi, ông nội của cái bé gửi câu chuyện cho bảo là đẻ ra tới 13 người con rồi. Thì trong đó sẽ có kiểu như là không có phải là ai cũng có tiền dư giả hết trơn á, gia đình không phải là anh em nào cũng có tiền sẽ dư giả đó, sẽ có người này người kia. Thì kiểu như là thấy ông bà Tư, thấy anh chị Tư á, cái bà Trâm Anh này thấy anh chị Tư á không có công việc làm mới gọi là giống như là mướn về, gọi là giống như là trộn kem rồi bỏ kem trong hộp rồi này kia là để bán á, để phân phối á mọi người. Thì ngoài ra thì cũng nhờ anh chị Tư gọi là giống như là ở đó để gọi là canh nhà giùm bả. Thì tối đó là gia đình là ở đó là chỉ còn có hả là bà Tư với lại hả cái ông Tư thôi. Thì hả, hai người đang nằm ở phòng khách. Mà cái bà Tư á, bà cực kỳ yếu vía luôn. Bà nằm ở phòng khách thì cái lúc mà bà nằm ngủ á thì cái chân của bà, cái đầu của bà hướng vô trong vách tường, mà cái chân của bà hướng vô phía bếp. Còn cái ông chồng của bà Tư á thì ngồi ở trên cái ghế bố để gọi là giống như là để coi tivi. Thì không hiểu mà nằm ngay cái cửa chính luôn để canh nhà, để sợ ăn trộm vô, tại nhà cũng có điều kiện. Các bạn nghe rồi, nghe chữ đầu rồi. Chỉ có những người có tiền mới ở cái nhà mặt tiền như vậy, ở đường Lê Văn Quế đó thôi. Đó, các bạn nghe rồi, các bạn biết rồi, cho nên là rất là sợ ăn trộm vô, thấy mình có điều kiện ăn trộm vô nó chơi mất đồ á. Cái xong rồi cái lúc này khi mà đang ngủ vậy á, cái lúc mà cái vị trí của cái bà Tư bà đang ngủ là cái đầu của bà vô trong vách tường, còn cái chân của bà
cái chân của bả thì hướng vô phòng bếp. Mà tự nhiên khi mà bả tỉnh dậy á, khi mà bả tỉnh dậy á thì bả lại thấy là cái đầu của bả nó lại hướng, tự nhiên bả nằm yên có một chỗ mà không hiểu giống như là ai dịch chuyển bả mà bả cái lúc đó cái đầu của bả thì lại hướng ra ở phía phòng khách, còn cái chân của bả lại hướng vô trong cái hướng vô trong vách tường, hướng như vậy đó mọi người. Thì bả vừa mở mắt ra cái thì bả thấy là tự nhiên sao cái người của bả cứng ngắc à, cái người của bả cứng đơ à, thì bả không có dịch chuyển được. Mà bả cũng không hiểu tại sao mà bả bị đổi tư thế mà tới một cái mức độ mà đổi mà kiểu giống như là nó thay vì mình nằm mình lăn này kia đi, còn cái bà Tư này là hoàn toàn bả nằm ngủ, mà bả ít khi nào mà nằm ngủ cái tướng xấu lắm, bả nằm ngủ tướng phi tần thôi mọi người, tướng mà xác ướp Ai Cập á, tướng mà để ướp xác không mà nằm vậy nè. Bả ít khi nào mà bả ngủ mà bả lăn lắm, mà không hiểu tại sao mà tự nhiên bả tỉnh dậy là cái hướng nằm của bả nó khác hoàn toàn. Thì bả vừa mở mắt ra khoảng mấy giây sau nha mọi người, khoảng mấy giây sau thôi, thì bả thấy ở trong vách tường á, trong vách tường nha, tường ở trong cái vách tường, tại vì cái chân của bả hướng ở trong vách tường, có nghĩa là cái đầu của bả đang nằm nhìn về cái hướng của vách tường, thì bả mới thấy á là có bóng của một người đàn ông đi xuyên qua vách tường luôn. Má nửa đêm mà thấy cái cảnh đó các bạn, tới mức độ vậy, nửa đêm mà thấy cái cảnh đó, thấy cái bóng đi xuyên qua trong vách tường, đợt đi xuyên qua vách tường vậy nè, mà thấy một người đàn ông mặt đóng khố. Bảo các bạn hình dung ra không được không, thấy một người đàn ông mặt đóng khố nha, mặc đồ đóng khố á, xong rồi hả cái bà đó phải thấy hả là cái người đàn ông đó, cái đợi xíu bà móc mũi, cái ngứa mũi á, tự nhiên ngứa mũi à. Cái xong rồi cái người đàn ông đó thấy người đàn ông nó vậy á, cái rồi cái bà đó bà hết hồn luôn mọi người, giật mình, tại vì trong nhà này không bao giờ, nhân viên cũng vậy, mà hôm đó là nhân viên, thường thường là nhân viên làm xong là nhân viên tan ca, nhân viên về hết rồi, nhân kim đóng kem vô trong hộp rồi đó, rồi bỏ hộp rồi phân phối đó, trộn xong rồi đóng rồi bỏ hộp phân phối. Thì tự nhiên cái ngày hôm đó tự nhiên đâu ra cái ông già mà một cái ông già mà ông lại đóng khố như vậy, xong rồi cái bà tôi bà hết hồn luôn, bà đứng bà nhìn ạc khua, đứng hình mức 5 giây á. Cái xong rồi cái ông già đó, bà mới thấy cái ông già đóng khố đó, ông mới leo lên người bà nằm đè bà. Ông già thấy ông già đè bà luôn, cái xong rồi lúc này bà sợ quá, bà mới quay lên để kiểu như là yêu cầu sự cầu cứu của chồng bà. Bà nhướng người lên như nè bà, chỉ lúc đó bà chỉ dịch được cái cổ thôi, thì bà không có thấy được cái kiểu như là bà không có dịch được cái người bà. Bà chỉ có thể nhướng cái cổ lên để bà nhìn chồng bà thôi. Thì bà vừa nhướng lên bà nhìn chồng bà thấy chồng bà cũng đang nằm ở trên cái bố ngủ rồi. Nhưng mà lại bà thấy lại có một cái bóng người ngồi trọn như trong lòng của chồng bà luôn. Các bạn hiểu không? Là không những bà bị đè mà chồng bà cũng bị đè nữa. Bà quay qua bà thấy nguyên một bóng người, kiểu ổng đang ngủ vậy đúng không? Bà quay qua bà thấy nguyên một cái bóng người ngủ đè, ngồi đè lên trên người ổng, mà ngồi lên trên người ổng mà ngồi vậy luôn nè mọi người. Má nó ngồi vậy giống như nè, nó nhún lên đây nè, nó ngồi trên người ổng, mà nó đưa hai tay ra vậy nè, xong rồi nó đưa hai chân lên vậy nè, vui lắm, kiểu như là nó ngồi xích đu vậy đó má. Mà chồng bà ngủ thì ngủ một giấc chim thu luôn mọi người, chồng bà ngủ là ngủ một giấc chim thu luôn. Cái xong rồi á thì á là cái nhà này á là cái nhà đạo chúa, nhưng mà cái bà Tư này á bà lại là đạo Phật. Nhưng mà trùng hợp cái là chồng của bà Tư này á cũng là đạo chúa luôn, cho nên khi mà cái bà Tư này á mà bà đi theo cái ông Tư này, rồi ông lấy cái ông Tư này làm chồng á, thì tất nhiên là mình phải kiểu như là bị chuyển đạo mọi người. Cái xong rồi vào cái lúc đó bà không biết là bây giờ bà phải niệm Phật hay là đọc kinh thánh, các bạn hiểu không? Các bạn hiểu kiểu mà bà bị ớt quờ có mọi người, vậy giống như là nằm gì nè, cái xong rồi bị đè, bây giờ gặp ma rồi, bây giờ mình không biết là mình nên dựa vào kinh thánh hay là mình nên dựa vào Phật pháp luôn, tại vì bây giờ mình mà nằm một cái con người mà nằm ở hai bên, kiểu mà không biết mình nên dùng cái hiện tượng tâm linh nào để trị hết. Cái xong rồi bà sực nhớ là hả là cái nhà này là có thờ chúa, thì bà mới nói trong tâm đó là đây là lãnh địa của chúa nên con xin chúa bảo vệ con. Nói chung là bà nói vậy mọi người, bà không nhớ rõ cái câu nữa, nhưng mà kiểu như là con biết đây là lãnh địa của chúa cho nên con xin chúa hãy bảo vệ con. Bà nói vậy á, bà nói vậy xong nha là khoảng hả 5 phút sau á là bà hết bị đè luôn. Bà nói vậy xong là khoảng 5 phút sau là bà hết bị đè luôn. Bà quay lại không thấy cái ông già đóng khố đó nữa, mà các bạn biết hả sau khi mà kiểu giống như là mà dạng là đẻ ra đứa con đầu tiên á, đẻ ra đứa cái bà Trâm Anh, bà đẻ ra đứa con đầu tiên á, thì cái lúc đó là bà cứ đi cầu
hoài, kiểu giống như là bả là người của công việc á, bả không có thể nào mà bả ngưng mà bả không có làm việc được, thì bả mới gọi là giống như là nhờ cái bà Tư này gọi là làm giúp em luôn, là cái kiểu như là bà Tư này ở đây giống như là làm rất là tất cả mọi việc, mà kiểu như là có việc gì thì làm việc đó thôi. Mưng mà xui sao á là sau khi mà đẻ con xong á, cái bà Trâm Anh bà đẻ đứa đầu tiên á là cha chồng của bả, là ba chồng của bả chết rồi, là ba chồng của bả chết thì trong cái thời gian mang bầu là ba chồng của bả chết rồi, thì sau khi đó hả là khi mà đẻ con ra rồi á thì cái bà Tư thì bả phải trông, bả phải trông đứa bé để cho cái bà kia bả đi công tác. Thì cái lúc này á là cái nhà của bả là chỉ có một mình bà Tư thôi, chồng của bà Tư thì về quê rồi, mà nguyên một cái nhà ở rộng lắm, nhà giàu mọi người, nhà bán kem mà nhà giàu lắm, rộng lắm luôn, mà có một mình bả à, thì bả đang ở dưới bếp để gọi là giống như là bả làm đồ ăn rồi làm thức uống rồi bả dọn dẹp nhà cửa. Cái ngày hôm đó là nhân viên đi về hết rồi, buổi tối là nhân viên đi về hết rồi, thì bả mới nghe cái bà Tư này lúc này bả đang ở dưới nhà, thì bả mới nghe là ở trên lầu, ở trên cái lầu 2, thường thường là mọi người ở đây á, đặc biệt là nhân viên nếu mà ở ngủ chưa, tại cái lầu 2 là cái lầu mà vừa là cái phòng của cô chủ, vừa là cái phòng của cô chủ luôn, tại sinh ra con gái, phòng của cô chủ rồi phòng làm việc ở kế bên luôn, phòng đóng hàng ở kế bên. Thường thường nhân viên mà ngủ lại nha, nhân viên mà ngủ lại là nhân viên cũng hay bị đè lắm, nhân viên cũng hay bị đè lắm. Rồi xong các bạn biết sao không? Cái bà này bà đang ở dưới nhà thì bà đang làm việc nhà này nè, thì bà mới nghe ở trên lầu có tiếng. Ở trên hành lang ở trên lầu 2 nó có tiếng động, nó có tiếng động gọi là đi qua đi lại vậy đó. Xong đó hồi thì mà bà này bà biết là nhà này có ma, cho nên bà biết là bây giờ là cô chủ đang ở trên lầu á, nhưng mà bà không có dám lên, bà sợ lắm, bà sợ ma lắm, bà mặc kệ cô chủ luôn mọi người, bà cứ đứng ở dưới hoài, bà không có dám lên. Bà bây giờ bà đang rất là phân vân giữa cái gì mà bà có nên lên, bà có nên lên hay không, hay là bà vẫn cứ ở dưới này rồi cho tới khi không còn nghe tiếng động nữa thì bà lên. Và tại vì bà lo quá, nhà mới đẻ ra đứa nít, có đứa nít à, bà lo quá. Thì sau đó thì tự nhiên lúc hồi bà nghe giống như là có tiếng quấn lộn vậy đó mọi người, ở trên lầu á bà nghe giống như là có tiếng quấn lộn gì đó, nghe đùng 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 ở trên lầu gì đó, nghe đùng 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 ở trên lầu gì đó. Thế xong là bà sợ quá, bà mới ngó lên trên bà xem, bà ngó lên trên bà xem thì bà thấy là có hai cái bóng đang quấn lộn nhau trển. Bà ngó lên bà xem như này, xong rồi bà ngó lên thì bà thấy có hai cái bóng đang quấn lộn ở trên cái lầu 2 á. Nhìn từ trên thì nhìn ngó lên này đấy, có thấy hai cái bóng đang quấn lộn ở trên lầu 2 đó. Bà sợ quá trời luôn, bà núp luôn, bà sợ quá bà chạy vô trong phòng vệ sinh bà núp luôn, bà không có dám đứng đó. Cái xong rồi một khoảng thời gian sau á là bắt đầu á về bắt đầu sợ, bắt đầu nhà gặp ma nhiều quá, thì bà mới gửi được chuyện với là bà Tư, bà mới nói với lại em của bà là cái bà Trâm Anh á, chị em mà chỉ mướn nhau vậy làm vậy thôi, nhưng mà chị em mới nói là mày coi sao chứ cái nhà này tao thấy ghê quá, ở đây làm ăn được á nhưng mà sao ghê quá mày ơi, tự nhiên ở trong nhà này phát lâu lâu phát ra nhiều tiếng động, mà lâu lâu bị đè, nhiều người bị đè, phải một mình tao có gặp cái ông nào mà đóng khố hoài rồi, nhà này làm như có người chết đó mày, diễn như là người ta chết ở trong cái nhà này hay sao á, cái ông già đó ông chết trong cái nhà này hay sao á, hay là ông chết trên cái đất này hay sao á, cứ lâu lâu là gặp ổng, nhân viên hay là ai cũng gặp ổng hết trơn. Thì mới lo mới đi coi thầy, thì ông thầy ông nói là thì khi mà ông thầy ông coi thì hả là ông mới nói là cái ông này là ông chết ở đây, cái ông già đó ông đóng khố là ông chết ở đây, ông chết trên cái đất này, còn cái người á, còn cái đợt á mà cái bà Tư này bà gặp hai cái bóng quấn lộn nhau trên lầu 2 á, hai cái bóng mà quấn lộn nhau trên lầu 2 á là cái ông nội của cái đứa bé đó, là có nghĩa là cha chồng của cái bà Trâm Anh đó, là cái ông mà mất á, cái ông mà mới mất á, quấn lộn với là cái ông đóng khố đó. Các bạn thấy ghê không? Tại vì cái ông đóng khố đó, ông thấy kiểu giống như là cha chồng của cái bà Trâm Anh này nè, sợ là cái ông đóng khố đó chết rồi mà đã làm linh hồn rồi, nhưng mà kiểu giống như là vẫn đi theo cháu mình để gọi là bảo vệ cháu mình. Thì thấy thì cái ông cha chồng của bà Trâm Anh đó thấy là cái ông đóng khố này cứ đi qua đi lại cái phòng của cháu ổng hoài, kiểu giống như là chọc cho cháu ổng khóc á mọi người, cho nên ổng ghét quá, cho nên ổng hả nhào vô quấn lộn với lại cái ông đóng khố đó, ghê không? Hai ông ma quấn lộn nhau luôn, kiểu quấn lộn là kiểu giống như là để gọi giống như là bảo vệ cháu ổng gì đó, quấn lộn giống như là để cho ổng biết hay là này là cháu tao rồi, đừng có đụng với cháu tao là coi chừng tao khô máu đó, kiểu như vậy á, là ổng xử luôn cái ông ma đóng khố luôn, kiểu như vậy. Cái xong rồi từ đó về sau là kiểu như là gia đình cũng yên tâm á, là tại vì bây giờ là có thêm là cha chồng của bà chết rồi, nhưng mà vẫn gọi là giống là đi theo để phù hộ cho con của bà, cho nên cũng đỡ sợ và đỡ lo hơn. Nhưng mà cái ông đó kiểu như là ông cũng ở đó lâu rồi á, cho nên là không thể nào mà đuổi ông được, cái ông đóng khó ông ở đó lâu rồi mà không thể nào đuổi ông được,
chỉ có thể cúng kiến cho ổng này kia thôi, nhưng mà ổng quậy thì ổng vẫn quậy à. Ổng quậy thì ổng vẫn quậy, tuy là cúng cho ổng nhưng mà ổng quậy là ổng vẫn quậy à. Rồi má, I'm so sick à, the fake love luôn à. We all comment it love they make you cry. Có gì vậy má, gì vậy? Rồi bây giờ Bảo sẽ kể tiếp một cái câu chuyện tiếp theo. Mà cái câu chuyện này giống như là câu chuyện mà của chú của cái bạn này luôn. Mình xin phép được đặt cái tên đi ha. Gia đình bạn này nhiều lắm, gia đình bạn này tới mười mấy người con lận. Gia đình ông nội bạn này tới mười mấy người con lận mọi người. Từ từ để cái máy của Bảo đứng rồi nè. Cái máy của Bảo đứng rồi nè, Bảo vô video kiếm cái tên rồi đặt cái tên. Rồi xíu cho cả nhà yêu. Tên của cái ông đó đi ha. Ông đó tên là Phong Nguyễn đi. Ông đó tên là Phong Nguyễn. Ông đó tên là Phong Nguyễn. Thì cái ông Phong Nguyễn này xong, cái ông Phong Nguyễn này ổng mới đi chơi với người yêu. Ổng mới đi chơi với người yêu ổng ở một cái khách sạn mà cái chỗ đó là chỗ biển, kiểu mà view biển mọi người, khách sạn view biển. Má khách sạn phiêu biển, ông Phong Vũ á, ông dắt vợ. Ông Phong Vũ mới dắt vợ ông đi gọi là khách sạn ở phiêu biển. Cái xong ông dắt người yêu, lúc đó mới chỉ là người yêu thôi. Ông Phong với lại cái bạn đó lúc đó chỉ mới là người yêu thôi. Nhưng mà sau này lại lấy luôn á. Là cái bạn nó gửi câu chuyện cho Bảo, nói là cái chị người yêu mà đi theo cái cậu, coi là đi theo cậu Phong của cái bạn đó, là sau này là lấy luôn. Nhưng mà cái hôm đó là kiểu như là hai người là quen nhau á, xong rồi đi du lịch, gọi là hú hí nhau đi cho vui á mọi người. Thì cái hôm đó là cái ông Phong ổng nhớ là người yêu của ổng, là người yêu của ổng nằm bên tay trái của ổng á, thì ổng giang cái tay trái ra cho người yêu của ổng dựa vào trong cái nách nè, để không phải hủi nách đâu nha, dựa vào nách chứ không có hủi nách nha mọi người, dựa vào nách để nằm ngủ thôi. Nách anh ấm quá kiểu vậy, là đó, cái nách của anh là cái gối của em đó, kiểu vậy đó mọi người, tình cảm. Xong mà ông để cái nách thay là làm cái gối cho người yêu ông ngủ, ông ôm người yêu giống vậy nè, tình bể bình luôn. Nhưng mà sao tự nhiên á, ông cho người yêu của ông nằm bên tay trái mà tay phải của ông lại đau mọi người, tay phải của ông lại rất là mỏi, tay phải của ông rất là mỏi và đau. Cái xong rồi hả, ông quay qua bên tay trái, ông coi ủa người yêu ông còn nằm ở bên tay trái không, thì ông vẫn thấy là cái bà người yêu của ông là vẫn đang nằm ở bên tay trái. Nhưng mà sao tay phải của ổng đau quá vậy, như là có ai đó nằm đè lên trên tay phải ổng như đó. Cái ổng quay qua, trời ơi má, ổng đúng hú hồn giật mình luôn. Ổng quay qua cái là ổng thấy có nguyên một cái con, mà không biết nó phải con người không, mà nó không ra con người luôn mọi người. Đầu óc ướt nhẹp, đầu tóc ướt nhẹp, mà người thì hả bẩn bẩn, mà kiểu như là nhớt nhớt sao á, nằm đè lên tay phải của ổng. Mà kiểu như là tay phải của ổng không nhúc nhích được luôn mọi người, kiểu mà tập gym á, lần đầu tập gym á, xong là bị rêm người vậy đó. Má nó còn rêm gấp đôi, 3 lần kiểu vậy á mọi người. Má kiểu bị đau cơ á. Cái xong rồi ổng nằm, cái ổng quay bấm hết hồn luôn. Ổng quay bấm hết hồn luôn, tự nhiên đi hai người mà sau giờ lòi ra ba người. Mà đi khách sạn nữa chứ, khách sạn view biển nha má. Khách sạn view nhìn ra biển nha, tươi mới rồi, tươi xanh rồi, khách sạn view biển mới chịu nha. Đó là nằm, tự nhiên bên đây một con, bên đây là con người yêu mình, bên đây là con ma. Đó vậy. Hai bên hai em ngầu ghê mọi người. Thế anh Phong có ngầu không? Đi mà có hai gái luôn mọi người, có hai gái luôn, bên gái thiện, bên gái ma mọi người. Mà con nhỏ gái ma này nó hơi ướt mà nó nhầy nữa, nói chung là nhìn sợ lắm. Mà hả nằm quay đầu qua hướng ở bên trong vách tường, nằm quay đầu qua hướng ở trong vách tường chứ, nằm quay mà quay nguyên cái mặt qua ổng, chắc ổng qua đời luôn á mọi người. Ổng mới nhìn thấy cái mặt, chắc ổng qua đời luôn. May là ổng mới nhìn thấy cái dáng xương xương, nhìn thấy cái dáng xương xương của ẻm hả, mà vậy như là ở sau lưng thôi, mà ổng muốn đái quần luôn rồi đó. Cái sau đó ổng mới niệm phật. Ổng trong cái lúc ổng niệm phật vậy nè, cái tay của ổng á, cái tay phải của ổng á thì không có thể nào mà dịch chuyển được. Bên tay trái vẫn ôm người yêu, vẫn không quên ôm người yêu nha má, anh người yêu lý tưởng nha, vẫn không quên ôm người yêu mà cũng không dám kêu người yêu dậy nữa, sợ người yêu dậy gặp ma. Cái người yêu sợ mọi người hiểu không? Cái ông ôm xong ông nắm mắt, ông niệm phật một hồi á, thì ông thấy là cái người ở bên tay phải di chuyển mọi người. Ông thấy cái người bên tay phải di chuyển, thấy người tay phải ngồi dậy nha, ngồi dậy mà cái giường nghe rọt kẹt luôn. Xong rồi thấy cái người đó kiểu giống như là bỏ đi á mọi người. Cái lúc mà ổng niệm phật thấy người đó bỏ đi, mà các bạn biết hả, cái phòng á, cái phòng thì nó khóa cửa, mà cái lúc mà ổng mở mắt dậy á,
Cái sau khi mà ông thấy người đó bỏ đi rồi đó, ông mở mắt chạy thì ông không thấy ai ở trong phòng hết. Ông nhìn vô trong phòng vệ sinh cũng không thấy ai luôn. Mà cái lúc mà cái người đó đi thì nếu mà cái người đó người thiệt đi á thì ít nhất nó đi ra ngoài, nó biến mất ở đâu đó thì nó cũng phải đi ra ngoài cửa chính đúng không? Thì ít nhất là mình cũng phải nghe tiếng cửa hay gì này hay này nọ chứ, cũng phải rất gì vài này nọ đúng không mọi người? Cũng phải nghe tiếng chân, nghe tiếng cửa gì. Đằng này mình chỉ nghe tiếng nó ngồi dậy thôi, xong rồi nó bỏ đi mà mình hoàn toàn không biết là nó đi khi nào luôn á. Nó biến mất một cách gọi là giống như là ma mị luôn á mọi người, biến mất trong làn sương mơ sương sớm gì đó. Cái xong mà nguyên một đêm á, trời ơi, qua sáng ngày hôm sau là hai cái tay của ổng muốn lìa ra luôn á. Con nó thiếu điều là nó 206kg hay 306kg chứ phải 106kg. Nó nặng cái gì mà nặng kinh khủng vậy trời. Trời nó nặng gì, nó nặng cái gì mà nặng trời đất khởi luôn á mọi người. Cái xong mà sáng ông tỉnh dậy là ông không đi chơi được luôn. Ông đi không ngắm biển được luôn mọi người. Ông vừa đi mà giống như là ông giống như là dương quá vậy á. Ông vừa đi ông vừa ôm tay luôn nè, cái tay sưng tới nỗi mà cái bắp tay nó sưng tím nguyên một cái đường ở đây luôn. Trời, con nhỏ nằm có một lần thôi mọi người mà sưng tím nguyên cái đường, cái bắp tay mà nó sưng tím lên luôn. Mà trong con nhỏ nó nằm có một lần mà vậy đó, ghê vậy đó mọi người. Rồi ok, chuyện hôm nay chỉ có tới đây thôi. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết livestream này của Bảo. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn Bảo duy trì kênh chuyện ma thì các bạn có thể gửi chuyện ma qua tin nhắn Messenger cho Bảo, hoặc là các bạn có thể gửi chuyện ma qua cái Gmail mà Bảo dành riêng để gọi là giống như là Bảo làm riêng để các bạn gửi chuyện ma, đó chính là bigodchb@gmail.com. Các bạn có thể gửi chuyện ma qua cái Gmail đó hoặc là tin nhắn Messenger cho Bảo. Và dự còn về cái chương trình mèo Cubit á, thì Bảo dự tính là vào thứ ba này là Bảo sẽ làm cái chương trình mèo Cubit đó. Vào thứ ba tuần sau Bảo sẽ làm cái chương trình mèo Cubit đó, cho nên là mong là các bạn là mong á là các bạn là thứ ba là các bạn hãy đón xem mèo Cubit nha. Và Bảo sẽ live stream và sẽ thông báo một cái giờ nhất định cho các bạn sớm nhất có thể. Nhưng mà chắc chắn là vào thứ ba tuần sau là cái chương trình mèo Cubit nó sẽ diễn ra. Trong cái chương trình đó thì nó có ba hạng mục. Hạng mục đầu tiên đó là tâm sự cùng người lạ. Và tất cả những cái thứ mà thông tin này kia các bạn hãy gửi vào fanpage của Bảo, chứ các bạn đừng có gửi vào tin nhắn Messenger của Bảo nha. Bởi vì nếu mà các bạn điểm như là các bạn gửi vào tin nhắn Messenger của Bảo á, thì Bảo sẽ bị trôi chuyện ma, thì Bảo sẽ không đọc được chuyện ma. Cho nên những cái thông tin mà về mèo, thông tin về chương trình tham gia mèo Cubit á, thì các bạn gửi qua bên fanpage của Bảo. Thì cái tâm sự cùng người lạ là các bạn có thể hỏi là bất kỳ một cái vấn đề gì đó, không có phải là cứ nhất thiết là tình yêu, có thể là tình bạn, gia đình, học tập hay cái gì đó, các bạn cứ có thể cứ gửi vô. Thì kiểu như là tâm sự cho Bảo nghe thì Bảo sẽ kiểu như là đọc ở trên livestream. Bảo có thể giấu tên bạn, hoặc bạn muốn giấu tên hay là đọc tên thì cũng được, thì Bảo sẽ đọc và Bảo sẽ kiểu như là tư vấn cho các bạn. Và cái chương trình thứ hai á là chương trình gọi là mượn mỏ tỏ tình, là Bảo có thể sẽ dùng cái mỏ của Bảo để tỏ tình cho các bạn. Ví dụ các bạn có khớt, các bạn muốn tỏ tình với khớt nè, thì cái chương trình này là có hai cái gọi là hai cái hạng mục. Cái hạng mục thứ nhất á là khớt của bạn có coi Bảo, thì các bạn có thể ngày hôm đó các bạn có thể share cái livestream đó ra để cho khớt của bạn vào xem Bảo, thì Bảo sẽ tỏ tình cho tỏ tình với lại khớt của bạn cho bạn trực tiếp trên livestream luôn. Và cái thứ hai á là kiểu như là bạn có nhu cầu và là muốn gọi điện thoại tỏ tình liền á, thì các bạn phải gọi điện thoại tỏ tình với khớp của các bạn á, người yêu của các bạn á, thì các bạn phải xác định cho Bảo đủ thông tin là các bạn với người đó quen nhau như thế nào, và các bạn phải xác định là cho Bảo là chụp màn hình tin nhắn mà chụp một cái bức hình nào đó với người đó, có người đó, để cho Bảo biết là hai bạn là một mối quan hệ thật sự chứ không phải là các bạn giỡn với Bảo, các bạn hiểu không? Cái này cũng giống như là một cái cách để lọc, là các bạn sẽ không có những cái bạn là chỉ muốn giỡn thôi chứ không có muốn gọi là muốn chơi thiệt, thì các bạn phải chứng minh rằng các bạn với bạn nó quen nhau và cái câu chuyện tình yêu mà dẫn bạn với tới cái người đó, hết cái người đó như thế nào. Và sau đó thì các bạn sẽ ghi âm cho bạn Bảo một cái đoạn tỏ tình nhỏ của bạn, thì Bảo là mượn mỏ Bảo tỏ tình rồi đó, Bảo sẽ nói với cái người đó và sau đó sẽ kiểu như là mở cái đoạn ghi âm đó lên, thì bạn cũng phải có dũng cảm để bạn kiểu như là bạn tỏ tình với người ta chứ, thì nó mới gọi là thiết thực, người ta mới cảm động hơn. Thì bạn gửi cho Bảo một cái đoạn ghi âm mà bạn tỏ tình với người đó, thì Bảo sẽ bật lên rồi để cho người đó nghe, gọi tiếng mà bật lên, sau đó nói với người đó, xong rồi bật cái đoạn ghi âm của bạn lên cho người đó nghe để gọi là tỏ tình. Thì sau đó cái chuyên mục thứ ba là cái chuyên mục mà Cubit hết sọt. Thì cái chuyên mục Cubit hết sọt này á là nó sẽ gọi giống như là những cái bạn mà ế lâu năm, ế bình dẫn đóng bạn nhện mà dạng như là úng ra rồi má, gọi là giống như là hóa thạch đó, thì các bạn nên tham gia cái chương trình này. Thì bạn sẽ, Bảo sẽ có hai lá phiếu, Bảo sẽ có hai thùng phiếu, Bảo sẽ bút đại một bên nam chẳng hạn, rồi bút đại một bên nữ, sau đó là Bảo sẽ đọc thông tin của mấy bạn này, nhưng mà Bảo không có đọc số điện thoại, những cái thông tin mà nó bí mật đâu, chỉ đọc những cái sở thích, chiều cao hoặc là nickname,
hoặc là yêu thích màu gì và mẫu hình bạn trai lý tưởng, mẫu hình bạn gái lý tưởng của các bạn thôi, chứ nhiều hoàn toàn những thông tin còn lại Bảo sẽ giữ bí mật cho các bạn. Và sau khi mà bút bóc thăm vậy rồi đó, Bảo sẽ trao đổi những cái thông tin này của hai bạn lẫn nhau, cho hai bạn lẫn nhau, và Bảo sẽ kiểu giống như là thường thì Bảo sẽ chọn cho các bạn cái nơi mà các bạn sẽ hẹn gặp nhau luôn. Thí dụ như mà các bạn không có thể, kiểu như là sau khi các bạn gặp nhau các bạn không cảm thấy là hợp nhau thì các bạn có thể tiến tới tình bạn cũng được vậy, đúng không? Đâu có cần phải nhất thiết là tình yêu, nhưng mà mình có người đi chơi là được rồi, má ế mà đòi hỏi gì cao, đúng không? Rồi Bảo sẽ training cho các bạn luôn, là các bạn sẽ yên tâm, sẽ không gặp người xấu, sẽ không có gặp vụ mà gì bán nội tạng hay gì đâu, thì Bảo kiểu sẽ training cho các bạn trước. Đó là giống như là đi chơi là phải uống nước đóng chai, uống nước suối đóng chai đó, dù vậy là để cho không bị bỏ thuốc ăn hàng nó, vậy cũng vậy đó mọi người yêu đó, kiểu như vậy. Cho nên các bạn hãy yên tâm, mình hãy chờ đón là cái chương trình mèo của Bích nha. Và bây giờ xin chào và gặp lại, bye 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 bye.